biến đổi như ngày hôm nay, trước hết chúng con cũng tạ ơn Chúa, rồi chúng con cũng cảm ơn tất cả quý vị ân nhân đã tới đây để rồi cùng cộng tác với chúng con, đặc biệt như Đức Cha đứng trước phần mộ của cố Đa Minh đây, Đức Cha rất là cảm động, Đức Cha xúc động trước cái tình thương của một người cha dành cho người con, và đặc biệt trong cương vụ là vị thế người mục tử của Đức Cha. Và Đức Cha đã cầu nguyện, đã cùng với chúng con cầu nguyện cho ông cố Đa Minh, và hơn nữa Đức Cha đã có những lời với ông cố và với cộng đoàn chúng con. Và một lần nữa chúng con phải xác tín rằng ở tại nơi giáo phận của Đức Cha, xin Đức Cha an tâm, và Đức Cha cầu nguyện cho ông cố. Nhưng bổn phận của chúng con đây là cương vị là mục, là cha chánh xứ ở đây, chúng con đang trực tiếp quản lý và trông coi các phần mộ của các vị anh hùng tử đạo, các linh mục, các tu sĩ ở đây, và trong đó có phần mộ của ông cố Đa Minh. Xin Đức Cha an tâm, và chúng con cũng thường mỗi một tháng một lần chúng con đều có thánh lễ ở tại nơi đây, và thông thường có các đoàn hành hương thì họ đều tới đây để kính viếng và để cầu xin ơn các thánh, đặc biệt Đức Cha Thánh Vinh cũng như các vị thánh cũng như các linh hồn ở tại nơi đây. Đức Cha ở tại bên đó, Đức Cha an tâm, và chúng con luôn luôn nhớ, chúng con cầu nguyện cho ông cố mỗi khi cử hành thánh lễ ở đây. Và cũng thay vì Đức Cha về đây cắm nhang cắm hương hay dâng lời cầu nguyện trước phần mộ ông cố, Đức Cha bên đó cũng an tâm, có cộng đoàn giáo xứ chúng con có trách nhiệm, và quý tu sĩ ở đây cũng như đặc biệt là quý tu sĩ đang phục vụ, đang giúp chúng con để trông coi ở khu vực thánh địa này, rồi bà con anh em họ hàng của Đức Cha, Đức Cha an tâm, chúng con sẽ chu toàn những nhiệm vụ này. Cảm ơn cha sở và cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em nhé. Những người khởi công và trước khi một lời rất quan trọng là thực sự ai khóc mẹ, ai khóc cha sở hoàng qua ngày dẫn tôi đi thăm nhà truyền thống, là cái nhà giống như cái nhà mà đã cha ông của chúng tôi đã dùng để chứa thánh Ô Trà Vinh, và ngài cũng đã là những người đã được Đức Cha xuyên địa phận Bùi Chu chuyển chức giám mục cho đó. Nhưng mà như chúng ta biết là ngài có chức giám mục mà không có biết là địa phận ở chỗ nào cả. Ngài bị bắt và bị tử đạo ngay sau mấy tháng đó, thành thử ra ngài chưa bao giờ có cái cơ hội để hành chức giám mục. Cho nên khi tôi lên làm giám mục đó, thì hôm qua tôi nói cái giấc mơ đó, là tôi cứ nghĩ hoài là trong đầu óc của mình thánh Ô Trà Vinh cứ trong đầu óc tôi, và một cái điểm rất tình cờ là tôi chắc lại lịch sử của thánh Vinh đó, thì ngày 11 tháng gì tháng 6 cũng là ngày mà thánh Vinh nhận được cái tin là ngài sẽ được truyền chức giám mục. Và chúng ta biết là ngày 11 tháng 6 năm 2003 là ngày tôi được thụ phong giám mục tại Hoa Kỳ. Một cái sự trùng cờ rất là không có thể diễn tả nổi. Rồi mục đích của tôi về đây là có ý đến đây thực sự, nhưng mà mục đích chính là đi về La Vang để đại diện cho những anh em hải ngoại và một số các cha, cũng như nhất là Đức Giám Mục của địa phận tôi, để dự lễ kết của đại hội 350 năm. Thì đi cùng đi với tôi có chị Vân và anh Tùng đang dự thánh lễ đây, là cái người sang đây thực sự là để các anh chị ấy thực hiện một cuốn phim về Đức lễ đại lễ của Đức Mẹ La Vang. Kính thưa cha Hoàn, cái chương trình của cha và cái giấc mơ của tôi ở chỗ này nó trùng hợp y như nhau vậy. Nghĩa là chúng ta sẽ xây cái đất hành hương ở trong cái giáo xứ này, và mong rằng trong tương lai sẽ có rất nhiều người Việt và cả ngoại quốc nữa, chứ không phải là Việt không, sẽ đến nơi đây để cùng hành hương và được những phúc lành từ Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria là nữ vương của Thánh Tử Đạo, và đặc biệt là các thánh mà chúng ta liên hệ tới, Thánh Vinh, Thánh Tử, Thánh Nguyễn, và dĩ nhiên là 114 vị thánh khác tử đạo nữa, để các ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Còn quý ông bà và anh chị em chúng ta
là những người Việt, chúng ta cứ tưởng tượng trên thiên đàng chúng ta có một số các thánh rất đặc biệt, và chắc chắn là các ngài cũng nói ngôn ngữ của chúng mình, và đồng thời các ngài cũng giống đồng hình đồng dạng ý như chúng ta vậy. Cho nên chắc là trên thiên đàng cái hình ảnh đó chắc chắn là nó sẽ in sâu vào trong tâm khảm của mỗi người của chúng ta. Bây giờ đây trước mặt cha sở cũng như các cha khách và tất cả một số đại diện của dâu bảy, là cái dâu mà tôi thuộc về đây và gia đình của tôi cũng thuộc về đây, xin đặc biệt là xin Đức Mẹ và xin các thánh tử đạo và các chư thánh cùng hiện diện trong cái nghi thức rất đơn sơ này, làm phép những một tảng đá và một vài viên gạch để như là một cái nền tảng cho cái miếng đất hành hương nhỏ bé này cùng trong giáo xứ Ninh Cường của chúng ta. Lạy Thiên Chúa là Cha Chí Thánh, con của Chúa sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã được các tiên tri loan báo là đá, không phải do tay người phàm làm ra, mà đã được các tông đồ công bố là nền tảng không thể lay chuyển được. Xin làm phép cho viên đá đầu tiên này để chúng con đặt xuống nhận danh người. Cha đã đặt ngươi làm nền, là nguyên thủy và là cùng đích của mọi tạo vật. Xin cha cũng để người hướng dẫn công trình này từ khởi sự cho đến hoàn thành, nhờ người hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Đồ không hề chuyển luôn. Này con là đá, này con là đá. Trên thiên đá này cha xây ra ngôi muôn đời vinh quang. Này con là đá. Chúng con xin được kính chào Đức Cha, kính chào quý cha, kính chào quý vị, Đức Cha và quý cha quê hương. Hôm nay về quê cha đất tổ, đó là Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi Ninh Cường, một nơi đón nhận hạt giống tin mừng đầu tiên của Việt Nam, như trong quốc sử, cũng như trong sử giáo hội có ghi, vào tháng 3 năm 1533, giáo xứ Ninh Cường đã được vinh dự đón nhận hạt giống tin mừng tại nơi đây. Rồi mảnh đất Ninh Cường là một mảnh đất rất ý nghĩa đối với lịch sử của giáo hội Việt Nam. Chính tại nơi đây, vào lúc 2 giờ đêm ngày 14 tháng 6 năm 1858, đã diễn ra một thánh lễ tấn phong giám mục có 102 trong lịch sử của giáo hội Việt Nam. Mà thánh lễ tấn phong giám mục đó không phải là một nhà thờ chính tòa lộng lẫy nguy nga, không phải là một cung thánh tráng lệ, mà chính là một căn nhà lá, nhà của ông nội của Đức Cha. Và trong căn nhà lá của ông nội của Đức Cha, chắc chắn nói đây Đức Cha rất cảm động, bởi vì Đức Cha được tấn phong giám mục ở một cái nhà thờ đẹp đẽ, thế nhưng Đức Cha Thánh Vinh thì lại được tấn phong giám mục ở chính nhà ông nội của Đức Cha, nhưng mà nhà một nhà căn nhà lá, rồi tấn phong giám mục không phải ở trên một cái cung thánh lộng lẫy nguy nga, mà là trên cái cót thóc. Trên cót thóc bên dưới có một cái hầm, để rồi nếu có biến cố động đậy gì đó chui ẩn trốn xuống cái hầm đó. Và hôm nay Đức Cha về thăm quê cha đất tổ, Đức Cha, cái mộng ước của Đức Cha đó là kiến tạo cho trung tâm hành hương này mỗi một ngày một đẹp đẽ và trùng tu lại cái vẻ đẹp xưa kia mà cha ông đã gầy dựng nên. Như quý vị chúng ta biết đó, trung tâm hành hương Ninh Cường đây, một nơi đón nhận hạt giống tin mừng đầu tiên với bề dày của lịch sử, và thời gian đón nhận hạt giống tin mừng cho tới ngày hôm nay đã 478 năm. Chính vì vậy cho nên đã có những sự hư hoại rất nhiều. Và cái nguyện ước của Đức Cha đó là kiến tạo lại nơi đây, trùng tu lại nơi đây, quy hoạch lại nơi đây, để hàng năm, hàng ngày có khách hành hương về đây để thăm cái mảnh đất lịch sử, cái mảnh đất được đón nhận tin mừng đầu tiên, mảnh đất được ghi dấu bằng nhiều dấu tích của các vị thánh tử đạo, và được đến nơi đây để dâng lời cầu nguyện. Điều đó chắc chắn rằng với sự thiện ước của Đức Cha, chúng con đang bắt đầu và chúng con đã khởi công xây dựng và quy hoạch cái trung tâm hành hương này. Đặc biệt trong giai đoạn này, chúng con đang hoàn thiện cái ngôi đền các thánh tử đạo, tức là cái nơi mà có một nhà thờ đầu tiên ở tại đất Bùi Chu này vào trước năm 1682. Và
chúng con đang sửa sang lại khuôn viên, cũng như chúng con đang xây dựng một cái nhà hành hương với một cái nhà để sinh hoạt giáo lý. Như qua này chúng con được đón tiếp Đức Cha và Quý Cha ở đây trong những cái căn nhà, căn phòng rất là đơn sơ. Nhưng Đức Cha hiểu cho tấm lòng của quê hương chúng con, bởi vì chúng con chưa xây dựng được những cái nhà hành hương hay là những cái phòng được trang bị đầy đủ. Nhưng Đức Cha cũng như Quý Cha rất thông cảm cho chúng con. Hy vọng rằng với sự khích lệ của Đức Cha, với sự cộng tác của quý vị ân nhân, cái trung tâm hành hương này sẽ là một lời cảm ơn tạ ơn Chúa, một lời cảm ơn mẹ Maria và một lời tri ân tất cả các vị ân nhân và đặc biệt là Đức Cha Đa Minh quê hương của chúng con. Ở tại đất khách quê người, nơi Đức Cha đang phục vụ ở giáo phận ở bên Hoa Kỳ, chúng con xin Đức Cha, xin Quý Cha quê hương, quý thầy phó tế và tất cả mọi người cầu nguyện cho giáo xứ Đền Thánh Ninh Cường của chúng con, để mỗi người chúng con sống trong lòng kính mến Chúa, trong việc tôn sùng mẹ Maria và nhất là phải biết tạ ơn Chúa mãi mãi vì chúng con được sinh sống và được ở tại mảnh đất lịch sử của giáo hội này, là một mảnh đất linh thiêng. Một lần nữa chúng con xin được cảm ơn Đức Cha, xin được cảm ơn Quý Cha và tất cả mọi người. Cảm ơn cha sở rất nhiều. Xin một điều là cái giấc mơ của ngài tôi không có biết, nhưng mà khi về đây cách đây 2 hôm nó lại cũng là cái giấc mơ của tôi. Vì thế mà hai cái sự nó trùng hợp với nhau như thế này, đúng là một cái thanh y Chúa rất nhiệm màu. Rồi ngoài ra nữa, muôn vàn những các cái việc nhỏ nhỏ xảy ra khi mỗi khi tôi về thăm viếng cái giáo xứ này, cái nơi mà các thánh tử đạo Việt Nam đã đến đây đầu tiên để gieo hạt giống phúc âm. Cho nên là tôi tin tưởng rằng với cái nỗ lực của cha sở và với những cái sự cộng tác của tất cả mọi người, nhất là những anh chị em tín hữu thuộc về xứ Ninh Cường đang sống rải rác trên khắp 5 châu, đặc biệt là bên nước Hoa Kỳ, tin chắc rằng họ sẽ cộng tác và đáp ứng lời cầu, lời kêu gọi của cha sở. Và khi tôi về tới Hoa Kỳ, chắc chắn tôi cũng có nhiều dịp để tiếp xúc với lại tất cả các tín hữu của cái giáo xứ này hiện đang sống hải ngoại, chắc chắn họ sẽ tiếp tay với chúng ta. Còn thưa quý ông bà tất cả đây, nếu mà chúng ta đã thực hành được cái giấc mơ này thì cái đất hành hương này nó không phải là chỉ cho cái xứ Ninh Cường của chúng ta hay cái địa phận Bùi Chu, mà nó cũng không phải chỉ cho nước Việt Nam, và tôi tin chắc rằng các quốc gia khác người ta cũng sẽ đến đây. Và tôi khi về Hoa Kỳ tôi sẽ liên lạc với lại họ hàng của Thánh Valentino Ochoa Vinh và các cha dòng Đa Minh ở bên Tây Ban Nha, vì chúng tôi đã liên lạc được với nhau. Năm ngoái Đức Giám Mục ở địa phận của Đức Cha Valentino Ochoa Vinh, ngài có sang đây, sang Việt Nam. Tôi không có thể tháp tùng ngài được tại vì tôi phải đi công tác mà giáo hội đã xếp đặt. Nhưng mà ngài có đến đây và khi trở về, ngài có trao cho tôi một cái bài báo viết bằng tiếng Tây Ban Nha là ở quê quán của Đức Cha Vinh hiện nay, dân chúng họ sùng kính ngài một cách